Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái cây nho đen không hạt đang quả nhà em nhé. Đây là nho đen không hạt ạ. Đây quả khá là to rồi. Cái nho đen không hạt này thì chùm nó rất là dài nha cô bác anh chị. Chùm nó rất là dài và quả to nữa. Mọi người để ý cái lá nhé. Khi cô bác anh chị và các bạn mua cái nho đen không hạt này thì cô bác anh chị để ý cái lá. Cái lá nó được xẻ thùy rất là rõ ràng luôn. Nho này thì đặc biệt rất dễ trồng, nhanh ra hoa đậu quả. Cái nho đen không hạt này thì cái độ leo của nó cũng không quá cao. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn để nó leo quá cao ấy thì khi mà nó ra hoa ấy thì mình nên cắt cái hoa nó đi, để nuôi cho cái thân nó leo cao. Còn đúng ra ấy là cái nho đen không hạt này là nó không leo cao đâu ạ. Nó leo không cao đâu. Như cái cây này, hai cái cây mà em đang quay này thì cái dàn của nó thì nhà em làm cái dàn bằng tre thôi, quay tròn vào nó chỉ cao tầm khoảng hơn 1 mét thôi. Nho đen không hạt này còn nhiều nơi người ta còn gọi là nho lùn nữa, tại vì cái độ leo của nó không quá cao. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn trồng làm kinh tế thì thường thì mọi người chờ làm cái dàn chữ Y, nó cũng chỉ cao hơn đầu người một chút thôi, cũng chỉ từ 2 mét trở xuống. Làm cái dàn như thế thì thứ nhất là dễ chăm sóc này và dễ thu quả, cũng như là để cắt tỉa quả. Thường thì đa số là mọi người chỉ làm cái dàn tầm từ 1m6 đến 1m8 đó. Nho đen không hạt là một cái loại nho mà cực kỳ là dễ trồng và dễ chăm nữa nha cô bác anh chị. Đây những cái chùm của nó, những cái chùm này thì đều đã đậu quả rồi ạ. Trên này thì là hoa này, những cái chùm hoa này thì nó chưa dài lắm, nhưng đây cái chùm này đậu quả rồi ạ. Đây, tất cả đều là quả nha cô bác anh chị. Cái nho đen không hạt này thì chùm nó rất là dài. Chùm nó rất là dài luôn. Hầu như là cành nhánh nào lên cũng có hoa có quả. Đây là đang đậu quả hết rồi nha cô bác anh chị. Đây cái chùm này cũng thế này. Nói chung trồng lấy, nếu mà cô bác anh chị và các bạn không có đất, mình trồng ở ban công ấy, thì cái nho này cô bác anh chị và các bạn hàn lấy một cái dàn thấp thôi, chỉ tầm khoảng hơn 1 mét đến 2 mét thôi, là mình trồng cái nho này cũng rất là hợp lý. Đặc biệt là trồng cái nho đen không hạt này thì nhanh được thu quả, lại dễ chăm nữa. Vì thế mà hàng ngày nhìn nó lớn, nhìn nó đậu, mỗi khi đến mùa ấy, nhìn nó đậu quả rất là thú vị luôn. Cái cây này thì cũng không phải là to lắm nha cô bác anh chị. Sau mỗi cái đợt mà lấy quả này thì mình nên bấm cái ngọn nó đi nha cô bác anh chị. Mình nên bấm cái ngọn nó đi. Nho này thường là mọi người trồng thì sẽ không ai bán cây to như thế này đâu ạ. Tại vì ai mà trồng được những cái cây nho như thế này ấy, thì họ sẽ giữ rất là cẩn thận. Nhất là những cái vườn mà họ trồng thành trang trại để họ làm kinh tế thu quả ấy, thì lại càng người ta không bán những cây như này. Đó. Đây là một cái cây mà nhà em cũng trồng thử nghiệm và cũng để giới thiệu cho cô bác anh chị và các bạn. Với thời tiết Hà Nội mà lúc thì lạnh, lúc thì nóng, và đặc biệt là đến mùa hè thì nó cực kỳ là nóng luôn. Tầm này đây này, tầm em đang quay này thì hiện tại thì Hà Nội rất là nắng. Mà nho nó đậu quả và lá đẹp như thế này thì cô bác anh chị và các bạn thấy là nó là một cái dòng cây ăn trái cực kỳ là dễ.
vừa rồi nhà em cũng bán rất là nhiều cái cây nho giống nho này. Thế nhưng hiện tại thì cái loại mà có hoa có quả như vừa rồi ấy thì nhà em hết sạch rồi. Hôm nay tí nữa, lát nữa em sẽ quay mấy cái, em sẽ quay một số cây mà nhà em nuôi. Cây nó cao được 60 đến 70 cm rồi. Nhưng những cái cây mà nhà em nuôi như thế thì nhà em sẽ không để quả ấy. Tại vì khi mà mình nuôi để cho nó nhanh lớn thì để quả thì nó sẽ rất là lâu, nó hại cây. Rất là dễ đậu nha cô bác anh chị, đặc biệt là đối với thời tiết mà nắng như mấy hôm nay thì nho này nó ra hoa hầu như là nó đậu hết luôn. Không sót một quả nào, không sót một cái hoa nào ạ. Nhà em cũng chỉ có hai cây thôi, có hai cây như thế này. Thì cây nhà em trồng ở trong chậu, nói chung là nhà em hầu như các cây đều là trồng ở trong chậu hết. Cây thì trồng ở trong chậu. Còn cái dàn này là thực ra nhà em quay chỉ bằng mấy cái cây tre thôi. Đây ạ, cái cây nuôi của nhà em đây nhá. Cây nuôi ở trong bầu vải lớn. Cây cao tầm khoảng 60 đến 70 cm ạ. Cái cây này thì các cô bác anh chị và các bạn trồng vài tháng là mình có thể cắt nhánh cho nó ra nhánh để mình để quả thôi. Cái nho đen không hạt này thì lá thì không bao giờ lẫn vào những cái lá nho khác. Cô bác anh chị và các bạn đi mua, mình muốn mua chuẩn giống thì mình cứ nhìn vào cái lá là biết ngay ạ. Nho này thì cực kỳ là dễ trồng. Cực kỳ là dễ trồng. Đây nhà em trồng trong cái bầu vải thôi. Trồng trong cái bầu vải thôi ạ. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu mua cái nho đen không hạt này, cây giống cũng như là cái cây mà đang có quả ở trong chậu của nhà em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé. Số 0977516966 đấy ạ. Cái cây nuôi này thì nhà em đang bán là 250.000 một cây. Cây nuôi này nhà em đang bán 250.000 một cây nha cô bác anh chị. Còn cái cây có quả này thì em bán 6.500.000 một cây. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.